Kính thưa toàn thể phục vụ, hôm nay chúng ta đưa hành về kính nhớ thánh Đăng Savio, là vị thánh bổ hạnh của đấng là thánh chết cho con và hội. Đó là cuộc đời của thánh Đăng Savio mà chúng ta cùng kính mời. Cho đi và nhận lại hai hành động ở tại xin cho con đủ ngày nay việc tìm tha tìm kiếm như gì đem lại hạnh phúc linh thực để nhờ cố gắng cho con đủ thiện học và đương thiện và được chia sẻ niềm vui với các bạn trên trời. Xin lên xuống chúng ta chỉ đem đi